Xin chào anh Sự. Chào em Lương nha. Đây giả điện thoại cho anh một tí này. Dạ vâng. Vẫn chưa xong đâu nhanh nhá. Vâng. Còn đây, anh mở lên. Dạ. Nhiều người gọi anh quá. Thế à? Để được mấy hôm đấy, 2-3 hôm đấy. Xin chào và tất cả các bác nha. Đấy, hiện giờ thì anh Sự đang có mặt tại nhà Ước. Hôm trước thì Ước cầm điện thoại của anh Sự để xử lý mấy cái vấn đề về YouTube. Vâng. Bây giờ vẫn phải đợi anh ạ. Vâng, anh cảm ơn nhá. Chắc là phải bây giờ nhiều người gọi anh lắm, anh kiểm tra xem đi. Vâng. Đấy, cầm hôm nay là hôm thứ hai rồi. 3 hôm rồi hay sao ấy? À 3 hôm rồi nhỉ? Vâng, từ chiều hôm đấy nhỉ? Vâng. Bây giờ anh ở đây đợi em nhá. Vâng. Hay là em đi lên trên nhà hàng để đón chú Xí ở bên Mỹ sang cơ. Chú vừa từ Hà Nội lên. Em vừa gọi xe lên thì lúc ấy em vừa đi Hà Giang có việc về. Thế chú Xí vào đây chơi gì? Vâng. Vâng. Chú ở đây mà. Dạ vâng. Chú vừa lên đến đây, chú đang gọi em rồi. Vâng vâng, ok. Anh đi lên không? Em đi đi. Không thì anh kéo em lên, đi. Dạ vâng. Đấy. Rồi anh cảm ơn nhá. Chờ xem. Không có gì đâu mà. Còn phải mấy bước nữa, cứ bình tĩnh. Đi. Đây đây. Đấy. Phải chờ bước này nữa. Đang xử lý. Rồi anh cảm ơn nhá. Cái này cũng không vội được. Vâng. Nói chung là cái gì cũng phải đợi chờ. Anh biết bài đợi chờ là hạnh phúc không? Đúng rồi. Đợi chờ là hạnh phúc. Anh đèo em đi. Vâng. Anh ở đây đợi em nhá. Với cả chú ở đây đợi em. Em đi lên trên này tí thôi. Hôm nay anh không làm à? Làm buổi sáng rồi buổi chiều bảo là anh xuống lên máy này. À, xuống lên máy gì? Vâng. Đấy, tiến thẳng lên nhà hàng đi. Cô Thái đây đợi tí nha. Hôm nay em bận nhiều việc quá anh Sự ạ. Chạy từ sáng đến bây giờ chưa xong. Có mấy việc anh em trong nhà nữa, nói chung là nhiều. Chị nhá. Hôm qua thì chú ngủ ở Hà Nội. Sáng sáng nay là em mới gọi xe từ Hà Nội lên đây. Chú Xí à? Chú cũng không quen ai ở Hà Nội đâu. Vâng. Là từ hôm qua chú hôm kia chú gọi cho em rồi, chú bay thì thành phố Hồ Chí Minh ra mà. Dạ vâng. Chú ở bên Mỹ sang nhưng mà hôm trước là sang Việt Nam rồi. Vâng. Nên chơi ở đây. Ngại chú quá nhỉ. Cháu chào chú nhá. Đấy, chú vừa mới đến đây là chú đã biết đường lên thác rồi. Dạ vâng, cháu vẫn khỏe chú ạ. Hôm nay biết chú em này nè. Dạ vâng, anh Sự này là hôm nay xuống này xuống nhà cháu lấy điện thoại. Cháu cũng vừa đi công việc về. Đi ra ngoài thành phố về có việc thì sáng rồi chú ạ. Thấy đi với em phèn nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Cháu đi với em phèn với em. Là anh Sự ấy. Lúc này hết xem video của Phèo Phèo không? Dạ. Vâng. Vali đấy của chú phải không? Với xe lấy lên đây. Anh sẽ giúp anh giúp chú xách cái vali vào trong này cả. 32 kg. Đây chú nhà Hà Thành Quán là ngay sát đây luôn. Thì cháu mới bảo là tối nay chú cứ ngủ ở đây, ở trên này chú ạ. Đây có ấy dùng cơm hộp không hả? Ở trên này chú ơi. Ở trên này thôi. Vâng, tối nay chú nghỉ ở đây trên này. Còn dưới này là quán rồi chú ạ. Nghỉ trên này chứ gì? Vâng. Em đặt phòng ấy cho chú rồi mà. Anh Sự cẩn thận nhá. Cái này nặng nhỉ? Bánh nó hơi bé nhỉ? Đây cháu giúp chú đẩy. Vâng, cháu chào cô nhá. Cháu đặt chị ở đây rồi mà. Cháu bảo chị để cho một phòng. Dạ, dạ vâng, bên này phải không? Đây, ngủ bên này. Phòng khép kín.
Nhưng mà cái vali của chú là tìm để giúp Khanh. Anh Dương nào. Khanh. Đấy. Được, được. Lên cầu thang ạ, em phải giúp anh. Đấy. Vali của chú là ba người khiêng. Hình như phòng ngoài này sao ấy. Đây chưa, phòng này chưa? Vâng. Phòng nào cũng được chứ ạ, bên đấy cũng được mà bên này cũng được. Bên này mới đẹp hơn. Đấy, bên này là cửa sổ panorama chill luôn. Vâng, chú cứ nghỉ tạm ở đây à. Tối nay đã. Vâng. Okay, mai là mình tính tiếp chú ạ. Vâng. Tối nay thì cháu làm cơm là xuống nhà cháu ăn cơm. Ok. Bật điều hòa lên nhỉ. Chú nhỉ? Ồ, có luôn, có điều hòa luôn à? Dạ vâng, có điều hòa chú ạ. Con điều hòa lên mà. Đang lên rồi. Thì cái điều khiển này. Đây là 246. Dạ. Là 1, 2, 3, 4, 5 là trên. Dạ vâng. Ở đây là cây 6 chứ ạ. Từ thành phố Hà Giang là vào đây là 6 cây. Còn đây là trục đường lên cửa khẩu Thanh Thủy. Là từ chỗ mà hôm nay chú ở bến xe lên là nó rơi vào khoảng 16-17 cây. Mà từ chú cháu lên là khoảng 13 cây thôi. Là lên đến cửa khẩu Thanh Thủy, giáp với đất Trung Quốc luôn. Bây giờ mới tổng sao mà mấy chục cây mà thôi. Vâng, 13 cây nữa thôi. 10 mấy cây nữa. Dạ, dạ vâng. Không đi bộ nữa. Đây bật điều hòa một tí chứ ạ, nó mới mát được. À, bây giờ mình ra ngoài đây rồi. Đấy, bây giờ chú cứ để ở đây xong ra ngoài ngồi uống nước tí cho phòng mát mình hãy vào chú ạ. Bây giờ đang nóng đi. Nhà cháu ở trên đấy. Rồi trên này 6 tích trên cơ. Nhà anh Sử là cách mấy chục cây cơ chú ạ. Cách là mấy chục cây. Hôm nay cũng tình cờ là anh xuống lấy cái điện thoại hôm trước cháu cầm của anh ấy. Giúp anh ấy làm một cái kênh YouTube. Em YouTube là nhờ em giúp làm ấy, không là. Thế hôm nay anh nhờ em giúp làm hộ ấy. Vâng. Cái máy nó kinh đạt đó. Dạ. Thế chú ơi ra ngoài này uống nước đã chứ. Ở ngoài này cho thoáng. Dạ. Đúng rồi. Chú có đau mỏi người không? Có nằm đây thư giãn tí không? Có này luôn hả? Ghế massage. Sợ chú đi xe mỏi người mỏi lưng ấy. Chú ơi bây giờ đi xuống nhà hàng chơi một tí chú ạ. Xong là tí lên tắm rửa sau. Gần rồi hả? Dạ vâng, ngay sát đây luôn mà chú ạ. Hạ thành quán này. Đấy, đấy. Chú là mấy chú là lần đầu tiên đến Hà Nội nha các bác. Đấy, mà cũng lần đầu tiên đến Hà Giang. Nên là chú chưa nắm được địa hình ở trên này. Ở đây là thuộc dạng một thôn thôi các bạn. Một thôn của Hà Giang thôi. Tên là thôn Hạ Thành các bạn. Hạ Thành đó. Dạ vâng ạ. Đấy là quán của anh Thắng này. Hạ Thành quán. Phen phen với cháu là ba anh em là làm cái nhà hàng này chú ạ. Vâng, đây chú vào đây uống nước chú. Dạ vâng. Đấy, ngay sát chú chỗ hôm tây chú ngủ thôi. Phen phen vlog. Đây chú vẫn còn biết tiếng Việt Nam chứ? Chú biết. Lúc đi là
Chú ơi, chú ngồi đây chú. Đây, cho tăng lên đi. Chú có đi tham quan một vòng không? Ok, đi. Vâng. Đẹp lắm, rộng lắm. Bên này là hội trường chính, các bạn, sảnh chính của nhà hàng là bên này. Vâng. Chuyên tổ chức sự kiện ở trên có một cái sàn nữa, nhưng mà mình lại ngồi như kiểu là ngồi mâm tròn. Ngồi dưới này là ngồi theo bàn ghế đây chú. Đó là VIP, phòng VIP hay sao? Dạ vâng, không, phòng VIP ở bên dưới. Cái là ngồi tập thể thôi. Vâng, mỗi bàn là ngồi được khoảng độ 7 người. Vâng. 8 người, một bàn 8 người. Vâng. Còn dưới này có một sảnh nữa chú ạ. Ở đây thì thực ra là nhà hàng cũng hiểu phong cách là thôn quê thôi chú ạ. Vâng. Lá bọc này cũng sống tốt nhỉ. Ô, cây này sao nát thế này. Cái này đưa gì đó. Này được đưa chú sĩ ra tham quan một vòng nhà hàng. Phòng kín trong này. Đấy, phòng kín ở đây chú ạ. Vâng. Và bên này một sảnh, bên này bờ suối luôn. Ban ngày nên là bọn cháu không bật điện. À, bình thường đi, bật điện lên để sáng. Khánh bật điện lên à? Đấy. Bật khung tranh không ấy là bên mấy cái. Ống này là ống nước để sinh hoạt của bà con ở trong thôn đấy các bạn, dẫn về nhà để sử dụng đấy, giặt rũ này nó sinh hoạt đấy, nước nguồn, toàn nước nguồn thôi. Ở trong làng cháu là không sử dụng nước máy đâu, toàn nước nguồn kéo từ trên đỉnh đồi xuống, chứ không có nước máy. Dạ vâng, cái thành phố là họ dùng nước máy thôi. Vâng. Quanh năm luôn. Không biết là cạn đâu. Quanh năm luôn. Còn dùng cái chuyển cái nước này là thủy điện bên này đấy. Có nhà máy thủy điện ngay sát này luôn chứ ạ. Nếu khu đắp bên kia thì nước còn to hơn nữa. Dạ, giống như là hôm nào cũng có rồi chú ạ. Vâng, buổi tối thì đông hơn. Vâng. Đây chú này, mấy bức tranh này là ở trên cao nguyên đá Đồng Văn này. Đấy. Có hoa đào này. Vâng. Còn đây là ruộng bậc thang. Bên chú chắc là không có ruộng rồi nhỉ? Bên đấy còn có ruộng không chú? Có. À. Mấy bên bên miền nông á. À là có. Vâng. Ước vừa đưa chú Chí đi lên đây nhỉ? Để ngủ nghỉ ở đây, tắm giặt ở đây. Tối nay Ước sẽ lên đón. Không về nhà Ước ăn cơm các bạn. Chú ấy thì cũng ăn chay thôi. Đúng là kiểu như làm nhà chú ấy. Chú ăn chay. Đi xuống nhà em nhé. Vâng. Tối ăn cơm nhà em luôn nhỉ? Sợ tối nhá. Hả? Ăn cũng được. Cơm nhà em luôn. Em có mấy anh em ở Su Phì xuống nữa. Vâng, ok. Sáng nay đi chạy cùng bao nhiêu công việc
từ sáng đến giờ mới xong. May mà lúc chú lên, thời điểm chú lên là cũng ấy rồi. Thời điểm chú lên là đúng lúc mà em xong việc. Vâng. Thì chú lên chú không biết đường ấy, nên là cũng khó. Đúng rồi. Nên là phải chủ động, thế thì mình phải chủ động gọi xe các kiểu ra đón ấy. Mai tới chú đi Đồng Văn ấy nhỉ? Không, chú ở đây mấy hôm. Nếu mà anh làm việc cho đến xong thì đưa chú đi về, về nhà anh chơi. Ờ, được rồi, hôm nào lên em khách chủ động gọi trước à? Vâng, ok. Chú ấy là thích đi bộ trải nghiệm lắm. Đúng rồi. Bộ đi lên bản. Đấy. Sau một lúc thì trợ giúp của anh Sự thì ước cũng đã nấu cơm xong. Anh Sự hai cháu với cả vợ nữa. Nay là mua một con ngan về thịt các bạn. Và chú thì chú ăn chay thôi, nên là ước cũng chuẩn bị trứng này, những cái đồ chay cho chú riêng. Hôm nay ước lại có các chú ở trên bên ngoại, chú ước cũng xuống có việc từ sáng rồi. Đổi là thay tên bằng à? Nói chung là có một số việc, đấy là việc nhỏ thôi, nhưng mà xuống nên sáng nay em đi từ sáng mà. Chú với cả một anh đồng hao, chắc là bằng tuổi anh, anh như hơn tuổi anh. Anh ấy 82. Dạ. Dạ. Canh nữa tí lên lên xong. Vâng. Còn trứng nữa mà. Em rán trứng cho chú một đĩa trứng nữa. Còn trứng rán nữa nhỉ? Vâng, trứng. Với một đĩa rau củ quả luộc nữa. Bát đũa đầy đủ rồi đúng không? Thôi cháu mời chú đi lên ăn cơm chứ ạ. Vâng, hôm nay nhà cháu lại cũng có khách nữa. Thủy đi lấy cho cậu mấy cái ly nữa nhá. Ly rượu ấy, với cả một cái âu để đựng rượu nữa. Thôi chú ơi, cháu mời chú với cả anh đi, anh Phương. Cả bố Thái đi, ngồi đi, vào ngồi luôn rồi. Không tí khách đến sau thì mình ngồi sau cũng được. Đây chú ngồi gần cháu đây luôn. Nào con không đi nghỉ nhé. À con ngồi đây á. Đây chú ơi, ngồi đây chú. À ừ. À muốn lấy cái này á. À chưa. Khoanh tay vào, à chưa. Khoanh tay vào, nhanh. Ừ, mời chưa, mời ăn cơm chưa. Mời các ông các bác ăn cơm chưa. Mẹ ơi, muốn lấy cái này. Mẹ. À ừ. Thế con ngồi cạnh ông nhé. À muốn lấy cái này, muốn lấy thịt. Con muốn lấy thịt à? Mẹ tí. Gắp cho một miếng. Con em ngồi lấy cái kia. Mẹ. À xin lỗi. Con ngồi cùng nhau nhé. Dạ vâng, cái đấy là xôi chú ạ. Xôi bảy màu. Để xuyến đây bát cho bác. Bố Thái giúp vào rót bia bên kia với nhá. Anh Phương uống rượu hay uống bia anh? Nếu mà uống rượu thì có rượu đây. Uống rượu thì là uống với bố em. Còn uống bia thì mát.
Thế cái này là rau cải chú ạ? Rau cải cho luộc thôi. Vâng. Cái xôi này thì cũng ngâm bằng những cái lá cây hết rồi chú ạ. Và mình có loại lá cây mà của người Tày ấy. Và mình có như kiểu màu vàng kia là mình ngâm với nghệ. Củ nghệ ấy. Và còn cái tím kia là mình có cái lá như nó khác lá này một tí. Nó mình ngâm qua đêm ấy với cái gạo của mình ấy là nó thành màu đấy. Vâng, chứ không phải là phẩm màu gì đâu chú ạ. Không có đắm màu hả? Vâng, không có đâu. Là lá cây luôn. Vâng. Mình ngâm qua đêm mình mới đồ lên là nó sẽ tạo màu như thế. Nên là ăn nó rất là đảm bảo luôn. Anh Sư uống rượu hay uống bia? Không uống đấy. Anh không uống à? Hôm nay không. Mỗi hôm thì uống được nhưng mà hôm nay không được. Thế à? Thật đấy đùa ấy. Thật á, chứ anh uống rượu tốt. Thế thì về sợ. Đâu rót đấy chứ. Rót đủ chưa? Đủ rồi má. Đủ rồi. Đủ bát nữa chưa? Bát đủ rồi. Thế em mời bác ăn cơm nhá. Thôi cháu mời chú nhá. Đây là cũng gia đình nhà cháu thôi. Thì hôm nay lại có các chú với cả các anh, các em ở trên quê vợ cháu xuống. Vâng, cũng lâu lâu xuống đây có công việc, hôm nay là xuống có một chút công việc nữa. Nên là sáng nay là cháu cũng đi ra ngoài đấy là giúp hỗ trợ mấy chú với mấy anh làm một số việc. Sau là lúc chú gọi cho cháu ấy thì cháu mới đang về mà. Đây, cháu mời chú. Vâng, cảm ơn chú đã đến chơi. Mai thì lịch trình thì chú cháu mình tính tiếp chú ạ. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thôi anh Phương nhá. Đấy nhá, cháu mời chú nhá. À, mời bố Thái nhá. Lâu lắm không gặp, anh Sư rót đi. Hả? Em uống rượu thì uống. Bố cháu là hơn chú mấy tuổi nhỉ? 3 tuổi. À 3 tuổi. Vâng. Con này đua nhé. Con này đua. Là cũng tối cùng tối luôn á. À dạ vâng. Lấy cho con tiếp thì đua. Má nhá. Chị nhìn má nhá. Cùng nhá. Cùng hôn nhá. Thôi cháu mời chú nhá. Chú không dùng thì chú cứ dùng cơm tự nhiên nhá chú nhá. Rồi cảm ơn. Dạ. Đây là hai cháu rồi chứ mẹ con trước rồi hai cháu ở ngoại. Cháu tên vợ. Đây là cháu của đứa con của em cũng ở xa lắm đang chơi nghỉ hè em xuống chơi đây anh em rồi đấy vợ đây này chơi nghỉ hè thôi tôi xin mời các bác nha. Đấy, hôm nay cũng rất vinh dự là được tiếng đó chú Xí ở bên Mỹ sang hôm nay là có các chú với các anh ở bên quê vợ xuống được làm hai mâm cơm. À, cũng được rất mời anh Sự nữa đấy. Này anh Sự xuống lấy điện thoại lần trước là có nhờ ước khắc phục một số lỗi ở trên kênh cho đấy. Mà cũng chưa xong đâu, phải mấy hôm nữa mới xong. Chấm chú cần dùng cái gì thì bảo cháu nhé. Dùng bà gì để con đi lấy. Dạ vâng. Trứng thì là con rán với dầu thôi, con cho muối một tí là chín. Dạ. Chứ không phải là mỡ đâu, con chỉ dùng muối nhưng mà cái mà chú mà không ăn bảo ăn chay thế là con không dám là mỡ mà con rán bằng dầu. Không dầu nữa rồi. Dạ vâng. Canh rau cải như con luôn. Dạ vâng. Ăn chay rau cải đập gừng vào rồi chú ạ. Chứ đấy con không làm được, không ăn được đâu. Mẹ. Con lấy cái gì mẹ? Mà lấy cái gì ấy? Chú nhá, chú dùng tự nhiên nhá. Tự nhiên luôn, tự nhiên nhá. Anh nhá. Xong con đi chơi đi. Con chơi đi để cho bà ăn này. Mẹ cho xong rồi con đi chơi đi nhá. Anh Phương. Vâng. Mời anh một tí. Một năm nay không gặp anh rồi. Anh đồng hao với ước. Cũng quê Xô Vì. Em mời anh nhá. Chúc sức khỏe anh. Đấy, hôm nay công việc xong rồi, cứ về nhà thôi, yên tâm thôi. Vâng, không có gì anh ạ. Cái gì em giúp được thì em sẽ giúp, mà không giúp được thì em cũng chịu thôi. Vâng. Cũng để gì có rồi. Rửa. Nhớ môi rồi. Rửa mà bố em lấy cho anh gì? Vâng. Cho chút. Đây là cho anh.
Anh uống bia rồi. Thôi uống bia mát hơn. Thôi cái này rau xào này chú này. Mà rau xào này quên cho mỡ. Không, không sao, cái này rau luộc của chú. Cá là chú cũng không ăn. Ăn được không chú? Cá cũng không ăn. Nước cái đường chú nhé. Chú không quen ngồi kiểu này phải không chú? Đó. Chú không quen ngồi kiểu khoanh chân này phải không? Không. Thế cháu lấy ghế cho chú nhá. Ghế này chú ngồi được. Vâng. Chú ngồi ghế này nhá. Thế chú ngồi như cháu, như bên người tài cháu là cứ phải khoanh như thế này. Đấy. Vâng, chú cứ ngồi thoải mái đây, không sao đâu, không ngại đâu. Vâng. Hồi nhỏ là không có ngồi á. À vâng. Mẹ cháu cũng không ngồi được kiểu này. Mẹ cháu cũng phải ngồi như chú này. Vâng. Okay. Dạ vâng, không không ngại đâu chú ạ. Thế chú cứ ngồi thoải mái đi, không sao đâu. Vâng. Thế em đi mình hút thế. Anh Sư cảm ơn nhá. Giúp nấu cơm nhá. Hết nhá. Thôi không có gì, nói chung là giúp được gì thì giúp thôi. Rồi em này là nhiều thứ em còn phải giúp anh. Em 3 tuổi. Thôi em cảm ơn nhá. Bố cũng vậy, bố cũng nhỏ cha mẹ. Em đi tuổi luôn, phải 5 tuổi. Trẻ lắm. Chưa đây đi. Vợ trẻ hơn chồng. Ủa? Chú đi khổ em. Có cơm trắng này. Chú ơi, chú ăn cơm trắng thôi, con mấy cơm đâu có thái, ăn gì vâng, thì đây ạ. Ta ngồi đây. Cô thái nghe điện thoại. Cơm nhà mình tự cung tự cấp cho anh ạ, không phải đi mua ở chỗ đâu, không hiểu mua chỗ mình có tiền. Chuyện nào rất là tốt thì mà. Chắc làm. Ngày đi làm. Cái này nuôi cháu không hôm nay không đồ kịp nè, cháu lấy ở nhà hàng xuống nhưng mà cũng là gạo ở trong làng này thôi. Vâng ạ, mai cháu dân chú đi thăm cánh đồng ở nên này nhiều lắm, nói chung là trong làng nó còn rộng lắm ạ. Thế mình đi trục chính thôi. Và mình đi ngó ngách vào những cái rộng lắm. Đi xung quanh này lên thông lên thôn trên nhiều lắm, nói chung là nếu mà đi bộ chú bảo muốn đi bộ thì cháu dẫn chú đi. Nhưng mà nếu lúc nào cháu không đi bộ cùng chú được thì cháu đi xe máy nhá. Dạ vâng chú ạ. Chú còn nhớ chú có cuộc gọi cho cháu lần đầu tiên vào năm nào không? Cháu vẫn nhớ đấy. Bởi vì Zalo của cháu là cháu vẫn lưu hết. Từ ai nhắn tin cuộc gọi là cháu lưu hết mà. 2 năm 3 năm rồi. Vâng, đúng rồi, cháu nhớ luôn. Đây chú bảo là lúc nào chú có cơ hội về thì chú sẽ lên chơi. Chú là từ nửa vòng trái đất. Bây giờ là chú cháu gặp nhau ở đây. Dạ vâng. Thôi cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Nào bố Thái, mời một tí. Lâu nay công việc trên đấy vẫn ổn chứ? Ok. Ổn lắm. Mấy anh em trên đấy cố gắng bảo nhau làm. Bố cháu là không uống được bia. Vâng, chỉ uống rượu thôi. Không bao giờ uống bia. Cả bia lon em không bao giờ em uống. Hình như là chưa tan luôn đó. Nắng mấy đâu mà tan anh cho. Tự nhiên em. Bao nhiêu? Tự nhiên em. Thôi chắc là giờ cũng xin kết thúc video nha. Tập trung ăn cơm cùng gia đình nha các bạn. Mai thì okay, có rất nhiều cuộc hành trình đúng ấy. Chú Sĩ đi lên bản trải nghiệm. Hãy về ăn.